Trạng Nguyên 13 tuổi và hai lần đánh giặc bằng bút. Nhờ trí thông minh hơn người, Trạng Nguyên trẻ nhất trong lịch sử nước ta Nguyễn Hiền đã có những đóng góp to lớn và hai lần giúp đất nước thoát khỏi nguy cơ chiến tranh xâm lược. Dân gian còn lưu truyền nhiều giai thoại về vị Trạng Nguyên trẻ tuổi, trong đó có câu chuyện nặn voi đứt mít đi, sâu sợi chỉ qua con ốc hay hai lần khiến triều đình phương Bắc nể phục, giúp đất nước tránh được họa chiến tranh. Ngoài hai lần đánh giặc bằng bút, về nông nghiệp, ông cho đắp đê quai vạc sông Hồng, phát triển sản xuất mùa màng. Về quân sự, ông cho mở mang võ đường để rèn quân luyện sĩ.